Đây chính là đường rẽ lên Khuẩy Mi các bạn nhé. Đấy. Đấy, bên đây thì các bạn có đi thẳng không? Bạn đi vào thác ấy thì rẽ phải, đi lên Khuẩy Mi thì rẽ trái. Đây chính là đoạn vào thác này. Các bạn đi xe đi sâu vào bên trong tầm 200m nữa thì có chỗ để xe nữa các bạn nhé. Sau đó thì các bạn đi bộ. Bây giờ mình sẽ đi Khuẩy Mi. Bye.